Tại cô gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cô gái nha. Hôm nay được sự yêu thương thì trả đơn 5 đơn nha. Rồi, trước tiên thì quay cái dàn chim nào cần bán để anh em mình coi rồi biết luôn ha. Rồi, từ trái qua phải luôn. Đây còn mấy con ma lai lẻ ha. Biết ăn rồi. Cái vân hoa đỏ nè, vân hoa đen ha. Đó, vân hoa đỏ, vân hoa đen. Cứ cặp đồng giá 500 ha, đang tập ăn và biết ăn ha. Nói chung biết ăn hơn là phần đa rồi, đúc dặm nó ít thôi đó. Còn hai con lẻ, hai con lẻ thì một con vân rồng lẻ với một con bông lẻ, anh em nào lấy hết thì 350, còn anh em nào lấy lẻ thì con 200 ha. Đó. Chim lẻ nha, chim nở một ổ ha. Rồi đây chim này tốc độ lẻ nè, tốc độ lẻ này thì 250 ha. Còn cặp tim thủy tinh nè, đó tim thủy tinh này thì 500, cặp dưới tốc độ đang đúc thì 500 luôn, sắp biết ăn rồi. Đó. Với cặp vân hoa ít với nói chung vân hoa ít cặp này anh em nào lấy thì để giá 250 luôn, tại nó xấu quá, con này nó đang thay lông nó hơi xấu, để 250. Rồi. Rồi còn còn con vân hoa đỏ lẻ nè. Đó, vân hoa đỏ lẻ này thì để chung với con này luôn. Rồi anh em nào lấy lẻ thì cứ con 200, còn anh em nào lấy ba con thì 500. Đó, ba con lẻ đó 500. Rồi. Còn cặp này thì của anh Trường ha, chim này cũng tự ăn rồi. Đó. Sẵn qua anh biết luôn. Rồi, bắt đầu bắt chim nha. Đơn thứ nhất là cặp con vân rồng ha. Rồi, con vân rồng này thì chốt cho anh Lâm Nhật ha. Anh Nhật này bữa mua một cặp vân rồng rồi. Đó, trong bầu diều có thức ăn nè, cũng gọi như gần cứng rồi đó, gần ăn cứng rồi. Thì anh em mua chim bên em rất là thương chim đó. Nên là hầu như không cắt cánh. Em nói là chim về thay lông toàn bộ 100% ha. Nên anh em cứ tỉa sơ cánh đi, không chi là có rủi ro là rất là buồn á. Tại vì khi nó bị sảy rồi thì không biết là sảy con trống hay con mái nữa. Nên đâm ra là còn có một con nuôi cũng buồn. Rồi đơn thứ hai bắt con 128 này cho anh trai ở đường Nguyễn Văn Linh ở Phú Chánh nè. Phú Chánh, Phú Tân, Phú Chánh nè. Con này bao trống ha. Ok. Bự ha. Bữa anh mua cặp con đồng kem với con trống đỏ tim á. Giờ anh lấy con này con tim thủy tinh luôn nhưng mà màu khác. Đường thứ 3, thứ 4 là hai cặp Malai ha. Đó, hai cặp này thì tự ăn cứng hết rồi, mấy cặp này ăn cứng mạnh hết ha. Này là không bấm khoen nha. Đó, nhưng mà chim có dòng chân dây rút này thì không tháo qua được ha. Rút tới cử rồi tháo ra là phải cắt nha, chứ không có tháo qua được. Đó, chim này thì tự ăn uống phải mạnh rồi. Để em lựa hai cặp. Bự nhất một cặp gửi dây An Sương với một cặp gửi đi Cần Giuộc Long An nha. Giờ em tranh thủ bắt cái RV này rộng mà. Cửa này cũng rộng nữa nên là dễ xảy lắm. Rồi ok. Cặp có con dây rút trắng nè. Ok, chim lành lặn, chim mập nha. Con đầu tiên. Rồi có số là BI44 nha. Đó. Ok. Rồi. Con thứ hai là có dây rút là BI898. Đó. Chim mập ha, tròn tay. Rồi, xong đơn thứ ba ha. Rồi, đơn thứ tư cũng là một cặp Malai nha. Rồi. Con này có dây rút số 21 ha, vùng chân cam ha. Nói chung thì nhìn bằng mắt thì thấy, chứ nhìn qua camera thì cũng hơi mờ. Ok. 21 nha. Rồi, chim đeo dây rút số 1 nha, cam luôn. Rồi, chim khỏe mạnh bình thường nè. Thứ nhất là chim khỏe mạnh bình thường. Đó, thứ hai là chim đang ăn cám lúa, trong bầu diều cám lúa đàng hoàng ha. Nước uống anh em nuôi chim vậy, chim về lạ chỗ là nó sẽ ăn uống rất kém. Anh phải kiểm tra nha. Chứ không phải mình bỏ khí đó là chết luôn á. Là nó ỉa phân xanh phân trắng là
đến khi nó đuối sức con chim rồi là trị lại không có được đâu, trị là nó mất sức và mệt và hư luôn con chim nha anh em nuôi cân nhắc nha. Ở đây còn 8 con 4 cặp ha. Đó. Với đây cũng còn 2 cặp nữa. 6 cặp. Chim ăn uống khỏe mạnh hết rồi nha. Rồi, đơn thứ 5. Rồi, đơn thứ 5 và chị mới bắt một con cu cườm với con bông. Đó. Thì bà chị này thì quá đẳng cấp rồi. Cái bà chị mà ở ngã ba Suối Cát là sự vựa chim ha. Mà đến nay thì bà có liên hệ lại bắt chim, nhưng mà này là chim bắt giùm người ta nha. Thì cũng có xin lỗi kêu tiền bạc chậm trễ thì cũng nhà có việc, nhưng mà mình gọi thì nhiều lần có gọi, có nghe máy thì có lúc nghe máy, lúc không nghe máy, còn nhiều khi gọi số lạ mới nghe máy rồi đó. Đâm ra thì mình cũng bực đó. Thì bắt hai con này với 10 con Pháp, nhưng mà sau hồi lại không bắt con Pháp nữa, bắt hai con, bắt có hai con này à. Nhưng mà bù cái là bà nói gửi chim đi rồi chị chuyển khoản, cái nói thôi thôi cái gì cái chị chuyển khoản giùm em chứ em không có gửi chim, mà nói chung là mình rất là ngại đòi nợ nên mình nói thôi em không có đi đòi nợ không à, chị chuyển thì em gửi chứ còn không thôi em không có đi đòi nợ. Xong rồi trưa nay có chuyển rồi, kêu là em cứ chuyển đi rồi chiều 1 giờ chị gửi. Thực ra thì có chuyến xe 2 giờ là mình gửi trước đó cũng được đó. Chim này chắc hai trống bả lựa hay thiệt chứ đó. Thì có 2 giờ nhưng mà mình không dám chuyển, để chiều 5 giờ luôn, mình nói thôi có gì vừa gửi chuyến 5 giờ chứ giờ thực sự mà gửi chuyến mình ra mình gửi kêu tí bả 1 giờ bả chuyển, biết đâu mà không chuyển là đi đầu nợ nữa. Nên là thôi bà hỏi em gửi chưa, nói xin số nhà xe, mà nói 1 giờ hồi nãy xuống em gửi trễ xe chạy rồi chứ không đâu dám nói, em không dám gửi đâu, nhiều khi cái đó mình tế nhị mình ngại đụng chạm không nói đó. Nhưng mà thật sự giờ sợ lắm, cái với buôn bán tiền bạc nó rõ ràng dễ chứ mình đi đòi nợ thật sự mình là mình không có đủ kiên nhẫn để đòi, thật sự anh em là vậy, đòi hoài ngại không chết, có mấy trăm ngàn thì đấy. Cuối cùng thì chị cũng trả đủ 1 triệu hồi đó nợ cũ với đơn này luôn, hên quá luôn. Rồi em chuẩn bị đi gửi nha. Đó thì có con Malai nè, mà không biết sao cổ nó bị tuột hết da luôn đó. Rất là tội luôn, nó còn khỏe dữ, bắt dùng hết lông luôn đó, không biết có ăn uống gì được hay không nữa, để trong avi nha anh em. Mà không biết đánh nhau đánh kiểu gì mà banh chành khói lửa luôn, thấy nguyên ống thở rồi cuốn họng đồ luôn á. Chim rất là mập, rất bự luôn. Chim này chắc cỡ tầm mới có 4 tháng mấy, 5 tháng, chân còn chưa đổ nữa mà đá lộn sao mà tróc hết cổ thôi đó. Thì Malai nó phải như vậy, có AV điều kiện tập cho nó lên lòng thì nó mới chơi được, nhưng vậy còn chưa chắc là chơi được nha anh em. Đó, nhắc nó rộng rãi, thứ hai đủ nắng và nó đá lộn dành nhau ăn vậy chứ, nhiều khi ăn dành xuống ăn rồi nó đá lộn bị xèo hết rồi đó. Anh em thấy màu, kể cả thấy màu nó còn đá nhau luôn thì đó. Chứ anh em nuôi 1 con 2 con mà nhiều khi sau lên lòng mà sau này đi tập thì nó vẫn được thôi, tại chim thì cơ bản phải đi tập thì mới lên mồi được chứ. Em nhiều khi mấy con mà gáy gù mầm
còn phải thả xuống đất thì nó toàn ăn đất rồi từ từ nó mới chơi chứ, nó mới đi tập một cái quá trình chứ, không phải là cứ ma lai là mặc định nó sẽ chơi là mầm nha. Nên anh em mình hết sức thông cảm, chứ không phải là chim thì cũng phải có quá trình luyện tập. Kể cả người chiến sĩ khi ra chiến trường thì cũng phải được đào tạo, huấn luyện tân binh, rồi huấn luyện chuyên ngành, rồi học chiến thuật, rồi khi mà vào đội hình chiến đấu thì mới biết mình đang ở đâu, đang làm gì được, chứ không phải là cứ đùng cái là kêu một thanh niên ngoài kêu cầm khẩu AK kêu bắn đi sao bắn trúng được. Mặc dù là trong máu nó có cái bản lĩnh của nó riêng của nó, nhưng mà nó phải được đào tạo huấn luyện thì nó mới trở thành con mồi thực sự chứ. Rồi, clip nó mới hơi dài nên cảm ơn anh em đã xem clip nha. Hẹn anh em clip tiếp theo nha. Em tranh thủ đi xuống để em gửi luôn. Bye bye.